Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà mình nấu bún bò Huế. Mình đi chợ mua được cái bắp bò nè, với lại cái giò heo. Nguyên liệu mình có bún nè, ăn kèm với lại bắp chuối bào, giá với rau muống. Cái liệu mình nấu mình có thơm bỏ vô nấu cho nó thơm á con, với gừng, sả, tỏi, củ hành, với lại mắm ruốc Huế. Giờ mình lấy gừng nè con, mình nướng lấy củ hành. Nướng củ hành tây. Cái này mình nướng cho nó lâu lâu một xíu, bỏ vào mình trộn. Bây giờ là cái giò heo là nó săn lại rồi đó, đổ ra, mình đổ ra để cho nó sạch, thật sạch. Để cho nó sạch hết mấy cái bọt, cái máu. Mình nấu dùng lấy xong thôi. Cái giò heo mẹ lên rửa xong rồi nè. Giờ qua đây sẽ bắt đầu bắt nước lên để trụng cái bắp bò này luôn. Mình cho miếng sả vô đây. Mình cho sả vô. Miếng gừng. Thành cái bắp bò đó. Đây thì muối. Mình cũng rửa chanh giấm, chanh với lại gừng. Bán cái mùi bò. Giờ qua đây mẹ Linh sẽ bào cái rau muống, cho muối vô. Mua về mình bào rồi cho nó ngon. Muống chợ nó bào già lắm con. Ngâm cái rau muống này vô cái nước muối để cho nó giòn, nó dễ bào hơn. Giờ bao có muốn xong mà mẹ lên qua đây nấu cái mắm này gọi là mắm ruốc hả mẹ? À, mắm ruốc Huế con. Mình cho 2 muỗng này. Nấu hơi mình lóng nước, mình mới bỏ vô trong cái nồi nước dùng. Bắt xíu nước rồi cho 2 muỗng mắm ruốc vô. Này mình tắt miếng đi. Mình để cho nó nóng một chút rồi mình nêm, vô cái nồi nước dùng. Giờ ở đây nước cũng sôi nè. Mình cho sả vô trong này, mình hầm. Mình cho 1 muỗng muối vô. Mình cho miếng thịt bò này vô mình hầm coi. Cô gừng ra này, cô hành vô trước một chút, mình mới bỏ thêm vào xào cho nó thơm. Mình sôi cái mình vớt bọt nó, mình bỏ cho miếng thơm vô cho nó mau miệng. Mình nêm nếm vô trong này để nó thấm vô trong cái nước thịt, thấm thịt. Cho một cục đường phèn vô đây. Một chút mình nêm lại sau, mình cho đường phèn với lại muối vô trước nè. Mình cho bọn hạt nêm vô, nó bị đục nước đó con. Rồi nó riu riu. Giờ mình hầm thịt bò này cũng 30 phút rồi con. Giờ mình cho cái giò heo này nấu chung đây. Giò heo tại nó mềm, nó chín trước á. Cho thêm gừng với củ hành nướng vô mẹ. Dinh như này nè, nãy mình nướng á. Trong lúc mình đợi cái chân giò với cái thịt bò nó mềm qua đây là mẹ Linh chuẩn bị cái củ hành này. Chút mình bỏ lên trên coi. Dạ. Rau ăn kèm thì rau muống là mẹ Linh bạo cũng rửa xong rồi bắp chuối, rồi giá với mấy cái rau niêm. Ngâm nước cho nó bớt hao nữa con. Cái này mình sắp mình lá. thịt bò nó chín trước, chín hành là vớt ra. Hầm cái món heo xíu, cái giò heo một chút. Vớt thịt bò ra, giờ vớt sả, vớt củ hành rồi ra hết luôn hả mẹ? Ừ. Mẹ chín lục quá nó không. Mẹ thêm nước vô. Bắt đầu mình nêm thêm lại, nêm gia vị thêm. Gia thêm những đường phèn nhỏ thôi. Hai muỗng hạt nêm. Muỗng canh nước mắm. Ngọt. Nhiều giò nó cũng mềm mà mình vớt ra luôn. Vớt khô nè. Bắt đầu mình nêm nếm lại. Mình cho cái nước mà mắm tôm vô trong này. Lấy cái nước nóng ở trên thôi ha mẹ? Ừ, nước nóng ở trên. Cái sa tế này mình xào sả với tỏi với ớt, mình cho vô trong này muỗng cho nó có màu đẹp. Mình nếm lại coi nó vừa cái khẩu vị, vừa ăn chưa. thêm nét mắm tôm. Miếng mực ngọt luôn. Vậy là nó vừa ăn rồi. Nước này vậy mình xong rồi, giờ mình xắt thịt rồi ra. Miếng thịt mình nấu lâu nó mềm ha. Cái bò này ngon. Nấu cái bún bò là mình phải dùng cái tóc bò mới đúng không mẹ? Ừ, tóc bò, mấy nạm cũng được. Dạ. Thì có người người ta cũng thích ăn cái gân mà gân trong á. Dạ. Bỏ thêm, mà không phải có thịt, không phải có bắp bò. Nấu nó thơm nha con ha. Dạ. Xắt thịt bò xong là quay qua mẹ lên bắt bún luôn á. À. Bún này mình trộn sẵn cho nó nóng. Ăn bún bò mình sẽ dùng cái sợi bún to ăn. Bún to con. Giờ heo vào đây. Miếng nào mẹ lên sắc cũng bự bự không? Cho miếng hành phi lên nè. Này một tô là no luôn. Cái bắp bò này nóng ngon vậy ha con ha? Dạ. Nó có vừa có gân rồi vừa có này. Cho cái nước vô. nó không hỏi gì, thổi về ăn luôn. Cái mùi mắm nước quế thơm không? Dạ. Cho nên đây miếng sa tế. Tế này nhà mình làm. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là mẹ Linh đã nấu xong cái món bún bò Huế rất là ngon luôn. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Mời tất cả mọi người dùng bún với gia đình mình nha. Mời mẹ. Nặng thêm chanh nha. Đây em nặng. Hấp dẫn quá. Tại cái này nấu thịt bò nên là ha, hầm cái thịt hơi lâu hay mẹ? Ừ. Thịt này cũng không có lâu mấy. Nhưng mà hình như mình nấu cái thịt gì mình bỏ khóm vô, cái nó nhanh mềm mẹ. Bỏ rau vô dưới nhiều quá. Tô nào cũng khủng lồ hết. Cái này là này để sắp cái chả lụa hết hồn rồi. Tại cái đòn chả lụa nó bự quá. Hồn à, miếng nào đấy miếng nấy đó. Tô bún bò chất lượng. Tô bún bò. Rồi em ăn mẹ nha. Xuống ăn. Cái miếng thịt nè, bữa cô chú thấy sắc dày mà bự nữa. Tôi tới mẹ làm hôm á, đúng không? Sa tế mẹ tự làm ở nhà luôn á, mẹ không bầm xả cái mẹ làm á. Nấu cái này phải bỏ cái mắm ruốc nó vô nó thơm thì mẹ nó đặc trưng. Cái mắm ruốc quế á con. Quế nó thơm rồi. Có chỗ người ta bỏ huyết nữa. Đúng đó. Rồi mình nước rồi. Bún bò phải nấu cái cọng to nè, bún to. Vừa ăn không con? Dạ vừa ăn rồi mẹ. Nhưng mà dưới quê em nó không có bún cọng to vậy, có cọng nhỏ mà. Bún bò Huế phải ăn cọng nó to vậy nè con. Dạ. Lâu bùa nếu còn. Cái này bắp chuối hột này không ngon. Dạ. Bắp. Rồi vừa tới luôn. Mềm quá. Mềm quá cũng không ngon. Mềm quá cũng không ngon. Cái này Su đi riết này mới có ở nhà. Dạ vô mùa. Mà cái người tuổi để vậy nữa. Okay. Ăn này không muốn là nhiều cho nó. Chứ hột màu trắng luôn. Đúng rồi, cái này nó xíu, nó đỏ. Bữa nào còn có thật cái hột con người vậy. Dưới quê con hình như ít có bán bún bò Huế không con? Dạ ít lắm mẹ. Thường hay bán bún nước lèo nhiều. Gì mẹ về dưới mấy lần mà không thấy. Dạ. Với người ta cũng không biết cách nấu á mẹ, với người ta cũng ít nấu. Ở dưới mắm sống nhiều mẹ, mắm con cá nhiều, ít có mắm guốc, mắm tôm á, nên là người ta cũng ít làm cái mấy cái món này. Chủ yếu là bán hủ tiếu, bánh canh, bún nước lèo, chấm lòng. Có loại bánh lọt nữa không? Dạ, bánh lọt cũng y như bánh canh nhưng mà cái sợi nó hình như là ngắn hơn. Bánh lọt cái này bữa ăn thử chứ. Vui. Cái bữa cha ăn ha. Đúng rồi, thì cũng hầm giò heo giống như là bánh canh vậy nè. Nhưng mà cái sợi bánh nó làm ngắn. Với nó cái trọng nó to, nó bự lắm nha con. Dạ. Bữa anh ăn là bún thịt nướng á, bún bì á. Làm giống như viên xíu mại vậy mà. Rồi cái bỏ lên. Rồi có thịt nướng nữa. Còn bánh tằm xíu mại đó là người ta nấu kiểu giống như là nấu cà ri gà vậy á. Nước sệt sệt. Trên Cà Mau của mình, Cà Mau bán không? Đúng rồi, cũng nổi tiếng lắm. Cái bánh tằm bì gì nữa phải không con? Dạ. Bánh tằm bì là cũng làm cái sợi bì giống như là bì mình ăn cơm vậy mẹ. Rồi cũng làm xíu mại. Rồi bánh này thịt nướng nó bỏ lên vậy. Kiểu kiểu nó cũng giống giống nhau mà người ta đổi tên nha. Thôi. Sa tế cay hả? Sa tế làm nhà cay. Mà có chỗ cay lắm. Làm ít cay nè, chứ có chỗ người ta nấu còn cay nhiều lắm. Dạ. Mà bún bò này phải ăn nó cay cay. Theo thai. Ở đâu? Ủa mà nấu mà cay mà không ăn cay được không? Dù bình thường cũng ăn cay lắm mà. Bữa nay ăn yếu hả? Cay quá hả? Mày có ăn trúng ớt không? Còn với múc thêm ăn. Anh ăn thêm không? Nó ngon, ăn ngon quá đấy. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là cả gia đình Linh đã dùng xong cái bún bò Huế rồi. Bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.